Jenny biểu cảm cưng xỉu khi nhận nón lá có bản đồ Hoàng Sa Trường Sa từ V Bling trong concert ở Mỹ. Sau loạt khoảnh khắc Rose đội nón lá siêu đáng yêu ở Las Vegas thì hôm nay 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Jenny cũng khiến fan Việt phấn khích vì nhận nón lá tại Encore Concert Bombing ở San Francisco. Dù đêm nhạc Bombing diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc từ lâu, nhưng hình ảnh của các cô gái Blackpink đội nón lá vẫn khiến fan Việt bồi hồi trong buổi tổng duyệt trước giờ diễn ra hòa nhạc tại San Francisco hôm nay. Jenny gây chú ý khi nhận nón lá từ fan. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jenny không giấu nổi sự phấn khích khi đội nón lá màu xanh được in hình ảnh của chính mình cùng với những biểu tượng của Việt Nam, từ bản đồ có Trường Sa Hoàng Sa đến chữ Si Tình kèm câu nói "Các bạn có vui không?" trong đêm diễn Bombing tại Hà Nội. Vì Blink đùa rằng cứ với những lần nhắc khéo về Việt Nam như này, fan sẽ còn lụy concert tại Hà Nội của Blackpink dài, càng không khỏi kỳ vọng vào một lần trở lại sớm nhất của các cô gái. Theo tìm hiểu, chủ nhân của những chiếc nón lá đặc biệt này chính là YouTuber Thầy Beo U40. YouTuber này cho biết, tôi quyết định đặt vé máy bay, vé xem các đêm nhạc và thực hiện các chi phí ăn ở, đặt phòng chỉ trong vòng đúng một tuần trước khi chính thức khởi hành sang Mỹ. Với dự án Nón lá Việt Nam In Your Era, tôi có đúng 5 ngày để hoàn thiện tất cả. Nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng mạng, tôi đã liên hệ thành công với 4 nguồn cung cấp nón lá uy tín ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để kịp đặt làm. Ban đầu Thầy Beo chỉ dự định mang 10 chiếc nón lá ngẫu nhiên cho một số người hâm mộ quốc tế của nhóm Blackpink tại các đêm nhạc. Sau một ngày chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội, nhận thấy sự ủng hộ lớn từ phía cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tại Mỹ, anh quyết định chơi lớn, thay đổi quy mô thực hiện, tăng số lượng nón lá lên hơn 200 chiếc. Số nón lá này sẽ được chia đều và phát tặng miễn phí cho tất cả người hâm mộ nhóm Blackpink tại 4 điểm cầu ở New Jersey, Las Vegas, Los Angeles và San Francisco, Mỹ. Nhắc về những khó khăn trong quá trình thực hiện, Thầy Beo bộc bạch, ngay khi còn ở Việt Nam, quá trình thực hiện đã gặp đủ mọi kiếp nạn, khó khăn, áp lực lớn nhất với tôi có lẽ chính là chạy đua với thời gian và thời tiết không ủng hộ. Thời tiết Việt Nam thời điểm này đa phần mưa nhiều, ít nắng nên nón lá được các nghệ nhân vẽ sẽ không kịp khô, lịch vận chuyển bị đẩy lùi so với kế hoạch ban đầu, dẫn theo nhiều chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Có thời điểm, Thầy Beo cảm thấy tuyệt vọng và bất lực khi nghe thông tin 50 chiếc nón lá của chặng Las Vegas, Mỹ vận chuyển từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh đã đến muộn và không kịp đóng gói mang sang. Thầy Beo bộc bạch, lúc biết tin tôi bật khóc tại khách sạn, tâm trạng lo lắng không biết nên làm gì, vì đó là cách cuối cùng để vận chuyển được nón lá sang bên Las Vegas, Mỹ. Thật may mắn khi chia sẻ câu chuyện này lên các hội nhóm, tôi được mọi người hỗ trợ tìm cách đưa số nón đó đến Mỹ kịp ngày diễn ra buổi biểu diễn. Tôi xúc động trước tinh thần đoàn kết của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam khi nhận thông tin về việc nón lá không kịp vận chuyển đến nơi theo đúng thời gian quy định. Thầy Beo đã may mắn nhận lại sự hỗ trợ từ phía cộng đồng Blink Việt Nam tại Las Vegas và Los Angeles, Mỹ. Tất cả các thành viên trong nhóm đều thông cảm, chủ động chia sẻ khoản chi phí vận chuyển từ Việt Nam qua Mỹ cùng anh. Thầy Beo không muốn tiết lộ số tiền đầu tư cho dự án này. Chàng trai sinh năm 1988 này hy vọng việc làm nhỏ bé này của mình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần văn hóa Việt Nam đến những sân vận động lớn nhất tại Mỹ. Thầy Beo U40, tên thật là Trần Tuấn Đạt, sinh năm 1988, quê ở Đồng Nai. Anh vừa là một giảng viên, vừa là YouTuber có tiếng trên mạng xã hội với 5 triệu người theo dõi tài khoản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh nhận học bổng thạc sĩ toàn phần tại Thái Lan và Hàn Quốc. Tới năm 2014, anh về nước và trở thành giảng viên đại học. Những bài giảng tạo nên nhiều hiệu ứng đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của Tuấn Đạt. Đặc biệt với sở thích về âm nhạc, Tuấn Đạt thường reaction diễn lại, phân tích những MV của các nhóm nhạc ca sĩ nổi tiếng như Blackpink, BTS, Lady Gaga khiến cộng đồng mạng thích thú. Ngoài việc giảng dạy và lập kênh TikTok, anh còn thỏa đam mê ca hát khi lập một kênh YouTube riêng để cover những ca khúc hot. Thời sinh viên, anh từng đoạt giải vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 2010. Chưa hết, Tuấn Đạt còn là một MC song ngữ, diễn giải trong nhiều chương trình thu hút cộng đồng.